hôm nay thì H5 Mobile chính thức mở bán chiếc Samsung Galaxy Note 8. Và hiện tại thì mình đang có mặt tại chi nhánh 191 Khánh Hội. Các khách hàng đến từ rất là sớm và cũng là đông. Và bây giờ xin mời các bạn hãy cùng mình đi vào trong một vòng để xem các khách hàng dựng máy như thế nào và cũng như là nói gì về chiếc Samsung Galaxy Note 8 này. Mình đã từng sử dụng những sản phẩm của Samsung chưa anh? Có, em xài Note 4 rồi. Note 4, Note 5 mình có xài không ạ? Không, Note 5 chưa xài. S1, S2, S3, Note 3, Note 5, S7S và hiện giờ Note 8. Wow. Hiện tại thì chị vẫn đang sử dụng cái G7 RAM. Bây giờ tại sao mình lại chọn chiếc Note 8 này? Thì từ khi thông tin ra là chị thấy là nó có cải tiến nhiều so với dòng S. Thứ nhất là màn hình thì nó vẫn giữ là màn hình vô cực, thứ hai nữa là camera kép của nó xóa phần nền tốt, hơn nữa là cái chuẩn kháng nước của nó cũng ổn. Wow, có thể nói là rất là rành về công nghệ luôn đó các bạn. Mình thích nhất chiếc Note 8 thật sự là về cái thiết kế, nó cầm dễ hơn hồi xưa. Như hồi xưa thì mình cầm thì nó có vẻ hơi cong quá, ví dụ dòng S hơi cong quá. Cầm nó thì mình cảm giác nó vuông vức, cái thứ hai nữa là cầm nó mình đi nó thoải mái hơn. Cầm nó có vẻ nó trơn hơn, nó không có bị cứng cứng. Cầm nóng nó thích hơn cái dạng ngát đúng không ạ? Đúng rồi. Yeah. Rồi ngoài ra thì thật sự ra mình xài này vẫn chủ yếu là cái S Pen thôi. S-Pen. Đúng rồi, tại vì mình hồi xưa mình xài cái dòng những dòng Note đầu tiên á, ví dụ như Note 3 thì mình xài rất là ưng ý. Đến hiện giờ vẫn đang sử dụng, Note 3 vẫn đang xài. Nó vẫn chưa hư thì cái bút nó xài đây này. Mình chỉ cần chụp một cái là ngay cả bức hình mình chụp cái căn nhà đi. Thì thiết kế nhà mình chụp căn nhà đó xong mình có thể vẽ lên căn nhà đó. Và mình nói là nhanh chóng và tiện lợi. Chính xác. Có bút pen để anh sử dụng, anh làm việc. Công việc của anh liên quan nhiều để ghi chép. Ghi chép. Hay mình có hay vẽ vời gì trên Note 8 anh? Cũng có nhưng mà ít nè. Khi mà mua hàng H5 Mobile á, thì anh thấy thái độ phục vụ của nhân viên ở đây như thế nào anh? Phục vụ H5 rất là tốt. Mình cũng mua H5 rất là nhiều lần rồi. Từ hồi S1 hồi xưa mình cũng mua tại H5. Cái là mua S1, từ hồi S1 là tại H5 mà S2 có mua tại H5 anh? S2 cũng mua H5. Chị thấy là mấy bạn nhân viên rất là nhiệt tình. Thân thiện nữa. Nhân viên tốt, anh thấy là rất là nhiệt tình. Và đặc biệt hơn nữa thì em thấy anh rất là may mắn khi mà mình quay số thì lại trúng thêm một chiếc Note 8 nữa đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Thì lúc đó cái cảm xúc của mình như thế nào anh? Vui. Rất là vui. Rất là vui đúng không ạ? Tại vì anh tới anh cứ nghĩ là đông người và cái cơ hội của mình nó rất là ít. Nhưng mà không ngờ là vừa bóng là nó trúng. Vừa bóng là trúng luôn, rất là may mắn. Vậy thì mình có dự định là mình sẽ dùng hai chiếc Note 8 hay là sẽ chia sẻ cho những người thân trong gia đình của mình, vợ mình hoặc là em? Anh sẽ chia sẻ lại với bạn anh, đồng nghiệp của anh. Còn anh vẫn sử dụng Note 4 và Note 8 song song. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá đây xem anh Tuấn Anh khi mà mua Note 8 tại H5 thì chúng ta sẽ có được quà tặng gì? Chai nước hoa, quà đi đá. Anh có thích nước hoa này không? Chắc là thích. Thứ hai là một cái loa, nó cũng chưa full siêu nữa. Loa này là level của Samsung. Box slim, loa này là chống nước luôn, anh phải mang xuống hồ bơi. Đúng rồi.
tiếp theo? Theo đó là cái đế sạc nhanh. À, sạc nhanh. Sạc mà nhanh không dây. Mình cũng rất là thích. Sạc không dây rất là thích luôn. Thì mình xài, đúng rồi, mình cũng xài Samsung nhiều. Dạ. À, cái đế mà kiểu đứng này thì mình thích hơn là cái điều kiểu nằm. À, kiểu nằm ha. Đứng đấy, nhìn nó thời trang nó đẹp hơn đúng không ạ? Rồi, còn một cái cục nữa là pin dự phòng 20.000 mAh. Wow. À 15.000 mAh. 15.000 mAh đến từ mili. Dạ. Thì một cái kẻ nhớ của Samsung, Samsung đi. Ok. Vậy thì anh thấy bộ quà tặng H5 như thế nào? Nó có hấp dẫn và anh có thích hay không á? À, thật sự thì mình thích cái đế sạc với cái loa hơn. Loa hơn. À, còn hệ nhớ thì thật sự với pin sạc thì mình cũng không cần thiết lắm. À, tại đơn giản là trên Note 8 nó cũng đã đáp ứng đầy đủ cho anh rồi đúng không? Đúng rồi. Lại Note 8 bây giờ ra bộ nhớ ra 64GB rồi. Dạ. Cái thứ hai nữa là pin thì 3300 sạc thì cũng không hết nhanh vậy đâu. Đúng rồi, mà nó còn hỗ trợ công nghệ sạc nhanh cho mình nữa mà. Dạ đúng rồi. Dạ.